buồn hiu gặp bố hối ngô thật kể lại. Bố ngô ấp úng tội con trai cha xin lỗi con. Nhà ta thì không có chiếc xe tay ga nào, nhưng còn nếu thân thì cha sẽ bán một trong bốn chiếc bẹt xa đi mua vài chiếc tay ga. Ngô mới hết hôm à, thì ra nhà ta đây vốn đang sang giàu. Bố ngô nói tiếp nhà ta không có căn hộ nào ở chung cư, nhưng nếu thân bán một trong mười biệt thự mua vài căn hộ nhỏ bé thì có thâm thế gì đâu ngô ơi. Em hỏi anh có xe tay ga, Ngô lắc đầu không. Em hỏi anh có căn hộ chung cư, Ngô lắc đầu không. Thế anh có số tiết kiệm gửi ngân hàng, Ngô ý à ồ không. Vậy tôi rất tiếc không thể nào lấy một người nghèo như anh Ngô. Vậy tôi rất tiếc không thể nào.